tủ lạnh TK RMF74830. Vệ sinh full tủ, vệ sinh từng chi tiết bên trong tủ. Hiện trạng của tủ này chỉ sử dụng được vài tháng nên mức độ dơ của nó chỉ ở mức thấp. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để vệ sinh từng chi tiết bên trong. Mình sẽ vệ sinh cái ngăn đông trước. Sau khi ngăn đông hoàn thành, mình sẽ tiến hành qua ngăn mát. Trong clip thì đã được tua nhanh, chứ thực tế thì mình vệ sinh cũng gần 1 tiếng đồng hồ mới xong. Modem tủ RMF74830, tủ side by side 4 cánh đứng độc lập, dung tích tổng là 537 lít, dung tích thực tế sử dụng là 488 lít, dung tích ngăn mát 322 lít, dung tích ngăn đông 166 lít, công nghệ trữ thực phẩm tươi lâu với 2 dàn lạnh độc lập, động cơ MVT tiết kiệm năng lượng, màn hình điều khiển bằng cảm ứng, công nghệ khử mùi và khử khuẩn bằng ion clean, ngăn và cỡ bằng kính cường lực với 3 chức năng chính: chức năng kỳ nghỉ, chức năng làm lạnh nhanh, chức năng tiết kiệm eco.